phá đình chùa miếu bị chết thê thảm. Câu chuyện này được kể vào lúc cùng đoàn các nước uống trà ngắm hoàng hôn tại Việt Nam Phật Quốc tự India vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2010. Anh Hùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử nơi đất Thăng Long nghìn năm này. Sau khi Hà Nội được giải phóng, một số người đã hiên ngang đập phá chùa chiền những nơi tôn nghiêm thờ phượng họ còn chiếm luôn đất chùa làm của riêng rồi năm tháng trôi qua anh hùng đã quan sát thật kỹ những con người một thời đã từng tham gia đập phá chùa chiền tất cả đều bị chết trong những tai nạn thật khủng khiếp tai nạn xảy ra hết sức lạ lùng mà mọi người không ngờ là như vậy như có người đi qua cầu thì bị gãy rồi bị cây nhọn đâm chết giống như cá bị đâm để nướng cây cầu này hàng ngày có hàng trăm người qua lại mà chẳng có ai bị chết Chỉ có anh này đi qua thì lại xảy ra tai nạn kinh hoàng như vậy Còn những người chiếm đất chùa đem bán cho kẻ khác Kiếm được rất nhiều tiền Cuộc sống trở nên giàu có, phong lưu Thì một ngày kia, như thường lệ Họ đi tập thể dục, bắt bộ trên hè phố Không biết vì lý do gì Có một chiếc xe tải mất lái Lao lên trên hè phố Cán chết hai ông bà đứt cả đầu Nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn Không bị gì hết Gia đình này lại phải gánh chịu thêm một bi kịch nữa. Tang lễ bố mẹ chưa xong thì con cái của ông bà này vì tranh giành của cải tài sản mà đánh nhau dữ dội khi quan tài chưa được an táng. Những người dân ở gần nhà thì cho rằng họ phải trả quả báo trong đời này, không cần đến đời sau vì gây quá nhiều nghiệp quả, nhất là việc đi chiếm đất chùa rồi bán. Công đức xuất gia tại thành vương xá vườn trúc calada một bài pháp tán thán về hạnh xuất gia mà âm vang còn vọng khắp đó đây nếu người nào thường hay khuyến khích kẻ nam người nữ dân chúng hay chính tự mình xuất gia thì công đức ấy thật nhiều vô lượng nếu đem so sánh với những phước báo khác thì phước báo này hơn hết vì sao vậy vì phước báo bố thí chỉ có hạn định còn phước báo xuất gia thì vô ngằng mé nên không thể bị kịp hoặc phước báo trì giới hoặc phước báo của các vị các thần tiên có năm phép thần thông cho đến phước báo cùng tột của cõi trời phạm thiên mà đem ví với phước báo của người xuất gia chân chánh trong phật pháp thì không thể so sánh nổi hơn nữa người xuất gia là kẻ đi trên con đường đến niết bàn để nhập tịch tỉnh Nên nói đến phước báo này không thể nghĩ bàn Giả như có người phát tâm xây tháp bằng thất bảo cao ngất tận trời cao Thì công đức ấy cũng không bằng người khuyến khích kẻ khác xuất gia Vì thất bảo kia chắc chắn sẽ có ngày nào đó sụp đổ Hoặc bị kẻ gian ác ngu si phá hủy còn kẻ khuyến khích người xuất gia thì người kia tu hành phạm hạnh tinh tấn trì giới đức cuối cùng chứng đắc a la hán vô sanh hoặc lậu đoạn tận trang nghiêm chánh pháp thì phước báo này là hơn nhất và cũng không ai hủy hoại được muốn cầu các pháp thanh tịnh ngoài phật pháp ra không có pháp nào có thể hơn được cũng như có một trăm người đuôi gặp thầy thuốc chữa lành thấy rõ mọi vật hoặc một trăm người bị tội móc mắt mà giải cứu được khỏi bị nạn móc mắt. Hai việc làm trên tuy có lớn lao, nhưng cũng không bằng khuyên người xuất gia. Công đức xuất gia cao cả cùng tột. Vì vậy, chính tự mình xuất gia hay cho người khác xuất gia, sau khi tu hành thành tựu quả vị bồ đề, hoàng dương giáo pháp, phổ giáo chúng sanh, chứng đắc tuệ nhãn, muôn ngàn kiếp không thể hoại diệt lại còn làm con mắt sáng cho nhân thiên nữa những người được hưởng phước báo trong cõi người cõi trời chỉ trong thời gian rồi cũng bị dục vọng làm mê hoặc phóng túng tư tình mà không có con mắt trí tuệ để nhận xét sự vật là vô thường hư ngụy là hố lửa hàng sâu thiêu đốt những ai ngu si tham vọng là con đường dẫn dắt vào tam đồ lục đạo. Pháp xuất gia có uy lực tiêu diệt quyến thuộc ma vương, làm cho lợi ích cho dòng xuất thế của Phật pháp, nuôi pháp lành, nhổ tội báo, tăng phước duyên rồi thành Phật. Đức Phật dạy: công đức xuất gia trong sáng cao như núi tù di, sâu như biển cả, rộng như hư không. Ai đem tâm cản trở người xuất gia sẽ bị đọa vào địa ngục hắc ám và không có mắt chịu sự tối tăm đoành vây. Vì vậy, khuyến khích hỗ trợ người xuất gia hay tự mình xuất gia được công đức cao như trời xanh, lớn như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa sạch hoặc nghiệp ô nhiễm, tẩy trừ sự sinh, già, bệnh, chết và gây nhân để nhập niết bàn, lấy giới làm chân bước trên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy luật làm mắt để quán sát những việc thiện ác của thế gian, đi trên chánh đạo thẳng tiến niết bàn. Đó là pháp tối thắng của người xuất gia. Khổ xưa có một trưởng giả tên là Thi Lợi Bí Đề, sống đã tới 100 tuổi. Một hôm ông nghe người ta kể cho ông nghe công đức của người xuất gia cao cả như vậy. Ông thầm nghĩ. Ta này tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng đối với việc xuất gia học đạo theo Phật Pháp được nhiều phước đức cao cả vậy. Ta hãy đến chỗ Phật xin xuất gia, kẻo uổng lắm. Nghĩ xong gọi vợ con lên bảo. Này, bà và các con, hôm nay tôi muốn đi xuất gia học đạo làm đệ tử Đức Thế Tôn, Vậy ở nhà hãy lo làm ăn, có đồng ý không? Vốn dĩ bị vợ con ghét bỏ vì họ cho ông chỉ là kẻ ăn hại, chẳng làm việc gì cho có ích gia đình và những kẻ xung quanh, nên khi nghe ông đề nghị như vậy, vợ con đều tỏ ý vui mừng và tán đồng ngay. "Dạ, ông hãy đi xuất gia đi, càng nhanh càng tốt, đi cho lũ chúng tôi nhờ." Ông già bèn lên đường thẳng đến Trúc Lâm, nơi Thế Tôn và đại chúng trú ngụ. Nhưng chẳng may cho ông là hôm đó Thế Tôn chẳng có nơi tịnh thất, đi hóa độ nơi xa. Ông già thăm hỏi các thầy. Bạch Đại Đức, Thế Tôn ở phòng nào, xin làm ơn chỉ dùm tôi. Đức Thế Tôn đi hóa độ chưa về. Bạch Đại Đức, Thế Tôn đi vắng rồi, ai là bậc tôn túc trưởng lão ở đây? nghe hỏi các tỳ kheo đều chỉ đến ngày xá lợi phất ông lão chống gậy về phía tôn giả đến nơi ông lão bỏ gậy chắp tay thưa kính lại tôn giả còn một lòng chí tính xuất gia học đạo cuối sinh ngày thương xót thân già thâu nạp làm đệ tử còn xin đội ơn muôn kiếp tôn giả xá lợi phất nhìn ông lão một lúc rồi nghĩ ông lão này yếu đuối quá, vậy học hỏi tọa thiền và giúp việc chúng làm sao ông đảm đang nổi. Nên tôn giả đáp, ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được đâu. Nghe nói vậy, ông lão bèn chống gậy đến ngày ca diếp, ưu ba ly, a nậu lâu đà. Cuối cùng đến 500 vị A-la-hán đều hỏi Ông đã thưa vị nào chưa? Trước tiên còn có đến đức thế tôn nhưng thế tôn không có nhà rồi con lại đến tôn giả xá lợi phất nhưng ngài chê con già nua lẩm cẩm nên không nhận con làm đệ tử xuất gia học đạo nghe nói các vị đều nghĩ tôn giả xá lợi phất là bậc trí tuệ siêu phàm mà không dám nhận ông lão vào hàng xuất gia huống nữa là ta như người thầy thuốc giỏi thấy con bệnh không thể chữa được nên các thầy thuốc khác cũng chạy luôn Có nghĩ gì Hay tôn giả biết trước Ông lão sắp sửa chết Nên không nhận Vì có nhận thì cũng không thể tu học được gì Nghĩ vậy nên các ngài cũng từ chối luôn Ông lão thất vọng Xin xuất gia mà chẳng có ngài nào chấp nhận Chán nản Ông ra ngoài cổng trúc phiên Ngồi than khóc một mình Nghĩ rằng Ta từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến khi khôn lớn rồi có gia đình sự nghiệp mãi đến bây giờ thử nghĩ lại ta có làm điều chi ác đâu vậy tại sao ta chẳng thể xuất gia học đạo được còn ông ưu ba ly là người bần tiện ông ni đầy là người hốt phân bò ông ương quật ma la là kẻ sát nhân khủng khiếp ông đà tắc Kỳ là ác nhân làm giặc vậy mà sao họ lại được xuất gia thâu vào hạng tăng chúng còn riêng ta thì có tội chi đường cật vấn lòng mình thì bỗng nhiên Đức Thế Tôn đi đến trước mặt, hào quang chiếu sáng, dùng nghi đoan nghiêm, ông hoảng hồn chấp tay bái lại. Này, thi lợi bí đề, làm gì mà khóc lóc vậy? Đức Thế Tôn hỏi, ông mừng rỡ quá, vội thưa. Bạch Đức Thế Tôn có những chúng sanh, kẻ giết người, người làm giặc, kẻ nói dối, người phỉ bán, kẻ hạ tiện, và những người cùng đinh, nhưng tất cả đều được xuất gia tu học. Còn riêng con, tự xét, tự thở cha sanh mẹ đẻ, làm người đến bây giờ, này là một trăm tuổi rồi, con có làm điều gì bất thiện đâu, vậy tại sao con không thể tham dự vào hàng tăng chúng xuất gia của Thế Tôn được? Bạch Thế Tôn, ở nhà thì bị vợ con ghét bỏ, nên đến đây cầu chí nguyện xuất gia, thì lại bị các tôn giả chê là già cả, vô tích sự nên không thâu nhận. Khốn nổi quá, còn muốn tự tử, chết quất tại đây cho xong cái thân hữu bại này. Ai nói người này được xuất gia, còn kẻ kia thì không được xuất gia. Kính Bạch Thế Tôn, trưởng lão Tôn Túc xá lợi Phất đó. Thôi, ông chớ buồn nữa, ta sẽ cho ông xuất gia học đạo, hãy theo ta vào tịnh xá nỗi lòng được xoa dịu ước nguyện được phiên thành ông lão vui mừng hớn hở nhưng muốn chấp cánh bay lên hư không khi về tới tịnh xá thế tôn gọi một kiền liên giao trách nhiệm và dạy bảo làm lễ thế phát cho ông lão vì đức thế tôn là bậc nhất thiết trí với thiên nhãn đức thế tôn nhìn thấy suốt tâm địa chúng sanh ai có duyên với người nào thì người đó mới độ được như người chỉ có duyên với Phật thì duy chỉ có Phật mới độ được mà thôi. Còn như xá lợi Phất hay mục kiền liên cũng chịu. Hoặc ngược lại, kẻ có duyên với xá lợi Phất, mục kiền liên thì Phật cũng chịu, không thể độ được người đó. Vì duyên ai nấy gặp, không thể thay thế. Vì vậy, ông lão này trừ mục kiền liên ra, không ai độ được. Vân lời Thế Tôn nhận trách nhiệm giải bảo ông lão, một kiền liên thầm nghĩ. Ông lão này tuổi tác đã già rồi, thân hình lợm khợm, thì trong ba việc tụng kinh, tọa thiền và làm việc chúng chẳng được việc nào. Nhưng Thế Tôn đã giao, ta không dám trái ý. Được vài hôm sau, Tôn Giả làm lễ Thế phát và mở giới đàn truyền giới cụ túc cho ông. Từ khi ông lão được Thế phát xuất gia, chính thức là một sa môn chánh hạnh, ông rất tinh cần, ngày đêm cố gắng tu tập, nghe rành hiểu rõ giá pháp, nên chẳng bao lâu ông đã thuộc lào kinh điển. Do vì đời trước ông cũng đã gieo trồng chủng tử lành và có duyên với Phật Pháp, nên đời này đi xuất gia muộn, nhưng chưa phải là trễ, chỉ tiếc có điều là tuổi già sức yếu nên về phép tắc oai nghi đối với các bậc tôn túc không được tròn bổn phận cho lắm vì vậy mà các vị tỳ kheo trẻ sanh tâm khinh lờn ông cho rằng ông chẳng giữ lời luật thanh quy nơi thiền môn cửa phật thấy thái độ của các tỳ kheo trẻ đối với ông như vậy ông lão tự nghĩ thiệt khổ khi còn ở nhà thì vợ con chẳng ngó ngàng gì tới nay được xuất gia làm sa môn đạo phật mong sự an nhàn để tiến tu công đức ai ngờ lại bị các thầy tỳ kheo trẻ tuổi hất hủi khinh miệt chẳng biết ta có tội gì mà nặng nề quá vậy phiền não chẳng chịu được chi bằng ta chết bỏ xác cho hết chuyện ông liền đi đến khu rừng bên cạnh con sông chảy xiết ông cởi áo cà sa vắt lên cành cây rồi quỳ thẳng chắp tay đối trước chiếc áo khóc lóc mà nguyện rằng con xin bỏ mạng nơi này nhưng không bao giờ bỏ Phật Pháp Tăng. Chiếc áo của con xin dân cúng các vị tỳ kheo tinh tấn, trì giới tu hành. Nguyện bỏ thân này, được sinh vào nhà giàu sang, phú quý, vui vẻ thuận hòa, chẳng ai cản các thiện pháp. Ước nguyện việc làm của con và được gặp thiện tri thức, xuất gia học đạo, tu đắc quả vị vô sanh, hoàn truyền pháp Phật và thẳng tiến trên con đường cứu cánh Niết Bàn. Nguyện xong, ông lão nhảy ầm xuống nước. Khi đó tôn giả một kiền liên ở trong khu rừng trúc dùng thiên nhãn xem ông đệ tử già của mình làm trò gì thì chợt thấy ông ta nhảy tẩm xuống sông. Tôn giả bèn phóng thần túc vớt ông lên bờ rồi bay tới hỏi Pháp tử làm gì vậy? Thi lợi bí đầy nhìn lên thấy thầy mình mắc cỡ quá liền cúi đầu xuống chẳng biết thưa như thế nào cho phải. Ông thầm nghĩ ta không nên nói dối với thầy, nếu nói dối trải qua nhiều đời sẽ bị tội công lưỡi. Nhưng nói dối sao được, vì thầy mình có thần thông mà, phải có nói gì nữa thì cũng biết. Trên đời bậc trí tuệ thông minh thật thà ngay thẳng, các ông trời cũng phải kính trọng. Còn kẻ dối trá, ngu si thì sẽ bị người ta khinh miệt, chê bay, cho là đồ hẹn hạ, bẩn thiểu. Lắm lúc có nói thật đi nữa thì họ cũng cho là nói dối chẳng tin vậy chi bằng ta hãy trình bày sự thật cho thầy mình biết tội gì phải nói dối mang tội đọa địa ngục bạch thầy con đã chán nản cái cảnh tục lụy hồng trần này nên nguyện cắt tóc xuất gia cầu sự an lạc nhưng những ngày con ở đây chẳng thấy sự an lạc gì hết mà trái lại còn bị phiền nhiễu bận lòng nên con muốn chết tại đây cho xong đời không ngờ thầy biết được, xin thầy rộng lượng từ bi mà tha thứ. Tôn giả một kiền liên liền nghĩ. Ông lão này sao lắm chán vậy, cứ đòi tự tử mãi thôi. Nếu ta không dùng một phương pháp sợ hãi thì đối với việc xuất gia của ông không thành công. Này Pháp tử, hãy nắm chặt chéo áo cà sa của ta. Khi đi trên hư không, ông phải nhiếp niệm chớ có loạn tưởng nghe. Dạ, còn xin tuân mạng. Ông nắm chéo áo thật chặt, tôn giả một kiền liên bèn vọt thẳng lên hư không như một cơn gió thổi mạnh, cuốn theo sau một làn bụi mỏng. Trong chốc lát đã tới bờ biển. Tôn giả đáp xuống trên bãi cát. Hai thầy trò thả bộ dọc theo biển. Đi được một đổi, gặp người con gái mới chết nằm phơi xác dưới ánh nắng mặt trời, rùi nhặn bu quanh trên mặt có một con trùng bò ra rồi chung vô lỗ mũi. Sau lại luồn ra hai mắt rồi rút vào lỗ tai, thấy thật ghê rợn. Bạch thầy, người con gái này tạo nghiệp gì mà chết phơi thay trên bãi cát vậy? Chớ vội, tí nữa sẽ hay. Chớ vội, tí nữa sẽ biết. Hai thầy trò đi được vài dặm, lại gặp một người con gái đội cái chảo bằng đồng đến mé biển đổ nước đầy rồi đun lửa sôi sùng sục cô bèn cởi bỏ áo quần nhảy vào chảo nước sôi ấy tóc lòng rụng hết chân tay rã rời như nát cả thân thể nước sôi mạnh quá làm hất tung cả xương thịt ra ngoài nhưng xương thịt ấy gặp cơn gió thổi qua thì liền lại thành hình người như cũ rồi cô gái ấy tự xé thịt mình từng mảng mà ăn nhai ngấu nghiến trông ngon lành lắm thấy vậy ông lão sợ hãi lúc sau lưng thầy mà hỏi bạch thầy người con gái này mắc tội gì mà tự ăn thịt mình ghê quá vậy chớ có vội tí nữa sẽ biết rồi tiếp tục đi vài dặm nữa có một thân cây to đứng bên đường rất nhiều sâu bọ bám quanh mình cho đến cành lá cũng đều bị sâu bám chặt rút rỉa lại nghe những tiếng kêu than thảm thiết rợn người bạch thầy tiếng rên la của ai mà nghe rợn tóc gái vậy? Chớ vội, tí nữa sẽ hay. Thầy trò lại dắt nhau đi lang thang một đổi, thì gặp một trái núi rất lớn, có nhiều đao kiếm nhọn sắc, cắm ngược mũi lên trời, sừng sững như hàng cây mọc. Lại có một người nằm lăn từ trên đỉnh núi xuống chân núi, cứ như vậy suốt ngày không thôi. Hình dạng rách nát, máu me đầm đìa, chẳng còn hình thù của một con người nữa. Thấy vậy, ông lão lên cơn sốt bám chặt sau lưng thầy bạch thầy ông làm công việc như vậy để được gì trông ghê quá với giọng từ hòa cố hữu chớ vội tí nữa sẽ hay lại tiếp tục cuộc đi qua khỏi hòn núi này lại gặp một con trai to lớn quanh mình mọc ra những đầu thú to tướng lại thấy các quỷ thần từ xa cầm cung nỏ mỗi mũi tên có ba chỉa đầu bọc sắc nhọn, có tẩm thuốc độc và cháy đỏ. Họ thi nhau bắn vào thân hình người con trai. Cháy nùng da thịt, kêu gào thảm thiết. Ồ, bạch thầy, người chi lạ vậy, còn sợ quá. Từ từ rồi sẽ hay, chớ vội. Nắm chéo áo theo sao thầy được một đổi nữa thì có một quả núi lớn, nhưng núi này toàn bằng xương ghép lại, không có đất đá, cỏ cây cao tới 700 do tuần, che kín cả một khoảng trời rộng, thầy trò bèn lên trên sườn núi mà đi. Thi lợi bí đề vừa đi vừa nghỉ. Giờ này có lẽ ta hỏi, thầy sẽ trả lời, chứ hồi nãy đến giờ thầy chưa trả lời cho mình một câu hỏi nào hết. Nghĩ vậy liền thưa. Bạch thầy, xin thầy giảng giải những sự việc vừa rồi cho con hiểu. Pháp tử, hãy chú ý. Lần gặp đầu tiên Người con gái chết nằm trên bãi cát đó là vợ của Tác Bạc, người nước xá vậy. Cô ta rất đẹp nên được chồng quý mến và chẳng muốn xa rời. Một hôm, tắc Bác dòng thuyền đi buôn, nhưng vì thương vợ quá không thể để ở nhà một mình nên cho đi theo, cùng 500 khách buôn ra biển. Thường ngày, cô vợ hay tô điểm phấn son, trăm cài, lượt dắt, soi gương, ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của mình và sanh lòng kêu mạn và quyến luyến sắc đẹp ấy chẳng muốn phôi pha thuyền đã ra khơi bỗng gặp một con rùa khổng lồ đạp thủng hông thuyền nước tràn vào và thuyền chìm liễm xuống biển mọi người đều chết hết sóng gió thổi tạc những thầy chết ấy vào bờ vì tâm ái luyến và tưởng nhớ sắc đẹp nơi mặt mình nên cô ta sau khi chết đọa làm côn trùng nó vơ vẩn trên khuôn mặt từ mồm rút ra lại luồn qua mũi, sang lỗ tai, chui vào mắt để ngắm xem bộ mặt đẹp đẽ khả ái của mình mà không nở rời xa. Còn người thiếu phụ tự ăn thịt mình nơi chảo nước sôi, ấy là tội gì vậy? Người con gái đó ở xá vệ là đứa tớ của một người U Bà Di. Người U Bà Di nguyện cúng dường cho một tỳ kheo trì giới thanh tịnh trong mùa an cư ở riêng trong một tỉnh thất. Ngày ngày ưu bà Di sửa soạn các món ăn ngon lành có mùi đặc biệt. Đến bữa, sai đứa tớ gái ấy bưng dân cho vị tỳ kheo kia. Nhưng khi bưng đi, người tớ gái đó bóc ăn hết những thức ăn ngon, chỉ để lại các món ăn dở cho vị tỳ kheo dùng. Qua một thời gian, ưu bà Di thấy nhan sắc của tớ gái tươi tắn, mập mạp, bèn hỏi. Bộ mi ăn vụng các món ăn của thầy ta hay sao mà độ này mập mạp tốt vậy? Thưa bà, đâu dám, con cũng tin tội phước lắm chứ con đâu phải kẻ tà kiến ngu si có lẽ nào con lại làm một việc hỗn ẩu như vậy sau khi thầy ăn xong rồi còn thừa cho con con mới dám hưởng chứ con xin thầy nếu con ăn trước đồ ăn của thầy đời đời con tự ăn thịt thân con này pháp tử chính do nơi lời nói dối trá và thề thốt của người tớ gái mà sau khi chết phải chịu quả báo chính tự mình tạo ra là ăn thịt tự thân mình, sao đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng tận. Bạch thầy, còn thân cây to lớn hồi nãy, có các côn trùng bám chặt, sao mà rên la dữ vậy? Đó là một vị tỳ kheo giữ của thường trụ tên là Lại Lợi Cha, lấy hoa quả và những đồ dùng khác cho anh em họ hàng và những người chung quanh. Những người ấy sau khi chết rơi vào loài súc sanh, sâu trùng, bám vào thân cây mà rút rỉa. Còn thân cây ấy chính là vị tỳ kheo giữ của thượng trụ. Bạch thầy, còn người bị bắn, thân thể cháy nám hết cả là ai vậy? Người ấy lúc sanh thời là một thợ săn, sát hại các loài thú quá nhiều. Bởi tội báo đó nên bây giờ phải chịu các quỷ thần bắn tên độc vào mình, chịu khổ não muôn bề, chưa rõ ngày nào thoát khỏi còn các người lăn trên núi dao Máu me đầm mình Ông ta tạo tội gì mà bức bách quá vậy Người này ở thành vương xá Là một chiến tướng đi tiên phong Sát hại dân chúng chẳng gớm tay Vì tội báo này Phải đọa vào đại địa ngục Chịu thống khổ Và việc làm hiện tại của ông đó Là sự trả báo cho ngày trước Vậy còn cái núi xương Mà chúng ta đang đứng đây Là do đâu mà có núi xương này là của con cá ma kiệt, chính là tiền thân của ông. Ông còn là kẻ phàm phu chưa biết. Nghe thầy nói ông lão đánh thót cả người, quỳ xuống bạch rằng. Bạch thầy, tâm hồn con mê mờ, ngu tối, chẳng biết đâu là đâu. Vậy xin thầy chỉ cho con biết vì tội gì mà con phải làm thân cá. Sinh tử không bờ, luân hồi không bến, nhưng đối với nghiệp báo thiện ác không sai lệch trốn thoát được. Vào thở quá khứ, có ông vua ở diêm phù đề này tên là Đàm Ma La Bí Đề, chăm làm việc bố thí, giữ giới nghe kinh, có tâm từ bi, tánh không bạo ác. Chẳng khi nào làm tổn thương tánh mạng loài côn trùng, xứng đáng là một ông vua đạo đức. Ông dùng chánh pháp để trị dân, làm vua được 20 năm. nhưng lúc rảnh đánh bạc chơi vui, Lúc ấy có người bất bình với quan tòa trong một vụ sự kiện. Quan tòa nói giận và ý mình là quan lớn nên đi ngay vào tàu láo với vua. Tàu bệ hạ, ngoài thành có kẻ phạm tội giết người, vậy phải trị như thế nào? Nhà vua ham chơi chẳng suy nghĩ. Cứ chiếu theo luật nước mà trị tội. Quan tòa y theo luật, kẻ nào giết người thì bị tử hình, nên người đó bị xử trảm một cách oan ức. Mãn cuộc chơi vua hỏi kỹ lại các quan mới hay người ấy bị hãm hại vô cớ vua giật mình say sẩm mặt mày té lăn xuống đất các quan kêu gọi hồi lâu mới tỉnh vua than thôi rồi hỡi các cung tần mỹ nữ hỡi bá quan văn võ ta phải đọa vào địa ngục vì đã phạm tội giết người tất cả đền đài ngôi báo ta xin trao lại cho các khanh ngự trị riêng ta một mình dấn thân vào rừng sâu núi thẳm để tu hành cầu đạo giải thoát từ đây. Nỗ lực tiến tu sau thời gian liên tục, cuối cùng mạng chung, vua đọa làm loài cá ma kiệt ở trong biển lớn, thân cá dài 700 do tuần. Một giấc ngủ trải qua 100 năm, lúc tỉnh dậy đói quá, không có đồ ăn nên há miệng ra các loại tôm cá đều trôi vào bụng ma kiệt. Giữa lúc há miệng có một chiếc thuyền buông đang theo dòng nước xuôi thẳng vào miệng cá mọi người trên thuyền quá khủng khiếp gào thét khóc la có kẻ niệm phật người cầu trời khẩn đức cũng có người kêu gọi cha mẹ vợ con kể lẫy hôm nay là phút cuối cùng từ biệt cõi đời không bao giờ thấy lại gia đình nữa thuyền sắp chui vào miệng cá sự sợ hãi lên tột độ mọi người đồng thanh niệm to nam mô a di đà phật bấy giờ cá ma kiệt nghe được tiếng phật động lòng từ bi liền ngậm miệng lại. Đoàn người nhờ vậy được an lành. Vì lòng từ bi đó, cá ma kiệt lặn xuống nước, nhịn đói rồi chết. Sau đầu thai, sinh vào thành vương xá, còn xác cá ma kiệt nổi trên biển, các quỷ dạ xoa là xác kéo vào bờ và khiêng vứt lên bãi. Trải qua ngày tháng nắng mưa, da thịt đều tan hết, chỉ còn trơ lại bộ xương. Này Pháp tử, ông vua thợ đó nay chính là ông bởi tội giết người mà phải đọa làm cá ma kiệt ở dưới biển nay đã làm được thân người tại sao lại muốn chết ông hãy nhàm chán sinh tử để yên tâm cầu giải thoát chứ nếu một khi rơi vào địa ngục thì khó bề có ngài ra khỏi thi lợi bí đề nghe thầy mình giảng giải những báo ở tiền kiếp được hiểu rõ nhân quả luân hồi và sự tạo nghiệp trong lòng rung động nhàm chán sanh tử. Ông chú ý quan sát đống xương cá là kiếp trước chính thân mình, thầm hiểu nổi vô thường biến dịch. Trong giờ phút đó, thi lợi bí đầy trút sạch các lậu hoặc đắc quả A-la-hán. Biết được đệ tử của mình đã chứng quả một kiền liên hoan hỷ. Này Pháp tử, việc làm của ông đã xong, gánh nặng đã đặt xuống rồi, phải hãy về tịnh xá. Nói xong, tôn giả vụt lên hư không như phượng hoàng vỗ cánh, thi lợi bí đề cũng bay theo như con chim bay theo chim mẹ. Trong chốc lát đã đến vườn trúc trước cửa tịnh xá. Khi ấy các vị tỳ kheo trẻ chưa biết ông đã chứng quả A-la-hán nên vẫn xem thường, không cung kính, có lúc lại còn la rầy nữa. Nhưng vì lòng đã tự mẫn nhu, nhu nhuận nên ông hoan hỷ âm thầm chấp nhận. Đức Thế Tôn biết được tâm ý của các tỳ kheo trẻ, kinh mạng đối với các bậc đã chứng quả và để chận đứng tội lỗi đó nên giữa đại chúng Phật dạy. Này thi lợi bí đầy, ông mới ở ngoài biển về phải không? Bạch Thế Tôn còn mới tự biển về. Ra biển có gì vui không? Thi lợi bí đầy cung kính thuật lại những điều đã qua cho Thế Tôn và đại chúng nghe. Phật dạy lành thai thi lợi bí đề kể từ hôm nay nỗi khổ sanh tử ông đã trút sạch thể chứng niết bàn như vậy ông thọ nhận sự cúng dường của chư thiên và loài người việc làm xứng đáng của một bậc a à la hán nghe sự việc rõ ràng như vậy các tỳ kheo trẻ lo sợ thầm nghĩ chính ông lão này là bậc trưởng lão tôn túc ấy là mình không hiểu đem tâm kinh mạng tội này chẳng phải nhẹ Vậy giờ ta hãy tỏ bài sám hối trước tôn giả là hơn Nghĩ xong Các tỳ kheo trẻ đứng dậy Đến trước thi lợi bí đề cúi đầu xin sám hối Tôi đối với mọi người Đều có lòng thương xót Xin nguyện các thầy thân tâm được thanh tịnh Mặc dù đã sám hối Nhưng các tỳ kheo trẻ Vẫn thấy sợ sệt Thi lợi bí đề biết được Ông giảng giải lý sanh tử cho nghe từ đó các tỳ kheo trẻ gắn tu, tinh cần công hạnh, chẳng bao lâu đều đắc quả A-la-hán. À Do nhân duyên này tiến đồn khắp thành vương xá. Thật lạ quá, ông già 100 tuổi rồi mà đi tu học còn đắc đạo, thuyết pháp như nước chảy suối reo, chưa từng thấy. Từ đó, người trong thành noi gương ông mà lần lượt xuất gia rất nhiều. Giới đức Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ. Ngài chẳng những chỉ cho những chúng sanh thấy cái quả mà còn dẫn chứng cho thấy cái nhân. Mỗi khi đề cập cái nhân thì Ngài tiên đoán ngay cái quả. Vị Sa Di Dự Giới Xưa tại nước An Đà có một vị tỳ kheo sai một vị Sa Di đến nhà một cư sĩ lấy đồ ăn. Lúc bấy giờ cả nhà đi xem hội vắng chỉ có một người con gái tuổi 16, nhan sắc đẹp đẽ ở nhà. Người con gái thấy vị sa di, tà tâm nổi lên, bèn cúi lại vị sa di và thưa rằng Nhà của tôi tiền bạc rất nhiều, nếu ngài chịu theo ý tôi, thời ngài làm chủ cái nhà này, tôi nguyện xin cung cấp tất cả. Vị sa di suy nghĩ rằng Ta thà chịu bỏ thân mạng, quyết không phá cấm giới nghĩ vậy bèn vào trong phòng đóng cửa quỳ thẳng chắp tay phát nguyện rằng tôi nguyện không bỏ tam bảo chánh giới nguyện sinh vào nhà thanh tịnh dứt sạch mọi phiền não thành đạt chánh giác phát nguyện xong bèn tự giận mà chết vua trong nước nghe tin bèn tán thán cho rằng việc chưa từng có bèn tự thân hành đến đảnh lễ trước vị sai di để thi hài trên xe báo làm lễ cúng dường rồi đem các thứ gỗ thơm làm dàn hỏa thiêu thân vì sa di xả thân giữ cấm giới minh châu giới là phao nổi để vượt qua bể khổ sanh tử là ngọc anh lạc để trang nghiêm pháp thân giới là đèn sáng lớn hay thiêu tối đêm dài giới là gương thật báo soi khắp pháp thế gian Giới là thuyền bè lớn, đưa người qua bể khổ. Giới là ao thanh lương, tắm gội trừ phiền não. Mọi công đức lành đều từ đây phát sanh. Vạ mẹ Ngày xưa, có một nước rất là thái bình thịnh vượng, nhân dân cực kỳ đông đúc yên vui, mù màng tươi tốt, của cải chứa chan, khí hậu điều hòa, tật bệnh không có, khắp thị thành thôn quê, đâu cũng như đâu, ai nấy đều được sung sướng như ý, không hề nghe tiếng kêu ca than thở bao giờ. Đi đến đâu cũng thuần những cảnh ăn uống chơi bời, hát sướng vui vẻ, thật không khác chi cảnh thần tiên hiện tại. Bây giờ, vua hỏi các quan rằng, Trẫm nghe nói có những thứ tai vạ, vậy không biết có những thứ gì và hình thù của nó ra sao? tất cả các quan cũng đều nói là không ai biết cả vua liền sai một ông quan đi sang nước bên cạnh xem có thì mua về lập tức ông sắm sửa để đi sang tới nơi vào trong một cái chợ rất đông thấy có một người thần hóa đứng giữa một con vật thật kỳ quái hình nó như một con lợn nhưng coi rất hung tợn nên phải buộc bằng dây sắt và khóa bằng một cái khóa sắt rất cẩn thận ông quan kia liền hỏi đây là con vật gì và có bán không? Đây là vạ mẹ, ông có mua tôi bán cho. Bao nhiêu thì bán và hàng ngày nó ăn bằng gì? Một nghìn vạn thì tôi bán, cứ mỗi ngày nó ăn hết một đấu to kim. Khi ông Quang mua được đem về, liền truyền khắp cho tất cả toàn dân, ai ai cũng phải góp kim để nuôi vạ mẹ. Từ đấy trở đi, suốt đêm ngày khắp cả nhân dân trong nước ai ai cũng phải lo tìm kiếm sao cho ra kim để đóng góp từ quan chí dân đi đến đâu cũng thấy diễn ra những cảnh hà hiếp bắt bớ nhau toàn dân bỏ hết mọi sự làm ăn thành ra vườn ruộng bỏ hoang nhân dân đói khổ tranh giành cướp bóc lẫn nhau trở nên rối loạn đâu đấy đều bị lầm than khổ sở vô cùng sau một thời gian các quan thấy dân thống khổ quá lắm rồi mới tâu với vua rằng vì cái vạ mẹ nó đã sinh ra cho dân biết bao nhiêu tai họa khiến cho toàn dân phải điêu đứng khốn khổ vì nó vậy nay xin đem giết nó đi vua nói việc đó phải lắm bây giờ cho người đem ra ngoài thành giết thì đâm nó nó không thủng chém nó thì không đứt bổ nó không vào đập nó không vỡ đánh nó không chết sau cùng phải đem lửa đốt nó khi mình nó bị lửa cháy hồng thì nó chạy xong vào khắp tất cả sớm chợ búa phố phường nó đi đến đâu có bao nhiêu nhà cửa hàng quán đều bị thiêu ra tro hết nhân dân lúc đó lại càng rối loạn khốn cùng đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng kêu la than khóc suốt đêm ngày đầy rẫy những cảnh hoang tàn thảm đạm ai ai cũng đều than vãn cho là đương yên lành bỗng dưng đi mua cái vạ mẹ đem về để nó sinh ra tai vạ làm dân phải chịu lầm than khổ não trí hải muốn làm một việc gì, trước nhất phải nghĩ đến kết quả của nó. Kẻ thường nhân sợ kết quả, nhưng người trí tuệ chỉ sợ nguyên nhân. Hòa thượng cua Thở trước, ở miền Bắc nước ta, có một chú bé mồ côi cha sống với mẹ tại một miền quê hẻo lánh nọ. Năm chú bé được 12 tuổi, bà mẹ vẫn còn buôn bán tạo tầng nuôi con. Một hôm, trước khi mang hàng ra chợ bán, bà mẹ trao cho con một giỏ cua đồng, bảo giả ra nấu canh làm cơm trưa. Chú bé y lời mẹ dặn, mang giỏ cua ra làm. Bất ngờ, vừa dán chày đập con cua đầu tiên, thấy con vật quýnh quán, quờ quạng chân tay tìm đường sống. Chú bé chợt động lòng bi mẫn, không nợ tiếp tục, liền đem giỏ cua ra trút xuống ruộng. Tan chợ, bà mẹ mang hàng về, nhìn mâm cơm đạm bạc, bà ngạc nhiên hỏi. Thế món canh cua đâu? Chú bé ấp úng. Khi sáng còn mang cua ra làm, thấy chúng nó khóc, còn thương quá nên thả hết rồi mẹ à. Vừa đói vừa giận, bà mẹ vơ lấy cây đũa bếp, gõ cho con một cái. Chú bé hoảng sợ co giò chạy ra khỏi nhà. Chú đi, đi mãi và xa mẹ từ đó. 30 năm đã qua, bà mẹ đã già nua vẫn bán hàng từng buổi chợ để mưu sinh. Một hôm, đang buổi chợ, bà gặp một vị tăng trung niên, ghé qua hàng hỏi thăm qua gia thế và đề nghị giúp đỡ bà bằng cách đem về chùa nuôi dưỡng. Bà cụ nhận lời và vào chùa làm công quả từ dạo đó. Ngày tháng dần qua, đã đến lúc bà cụ từ giả cõi đời. Hòa thượng trụ trì vị tăng đã đề nghị mang bà vào chùa dạo trước có việc phải đi bố giáo phương xa trước khi đi ngài dặn các môn đệ rằng nếu bà cụ mất thì chư tăng có tận liệm nhưng đừng mai táng mà phải đợi ngài về mọi người đều y lời bà lão mất được một hôm thì hòa thượng trở về đứng trước quan tài mẹ hòa thượng thắp hương khấn vái rằng trong kinh phật có dạy một người con tu hành đạt đạo, cha mẹ sẽ được sinh thiên. Nếu lời nói ấy không hoa thì xin cho chiếc quan tài này bay bổng lên và vỡ làm ba mảnh. Hòa thượng vừa dứt lời, chiếc quan tài đựng thân xác bà cụ từ từ bay lên, bỗng hạ xuống vỡ làm ba mảnh. Trước sự kinh ngạc của toàn thể hội chúng, hòa thượng bèn thuộc lại thân thế của mình. Chẳng đâu ai xa lạ, mà chính là chú bé thả cua dạo nọ từ đó người ta gọi ngày là hòa thượng cua và cũng theo lời người ta kể ba mảnh vỡ của chiếc quan tài hiện vẫn còn tồn tại ở một ngôi chùa bắc việt để mọi người ghi nhớ câu chuyện lạ lùng và cảm động về hòa thượng cua và vị thân mẫu sinh ra ngày. tu một thở cứu thân vĩnh kiếp độ mình còn cứu vớt mẹ cha thuyền to một chiếc sắm ra tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Hái hoa cúng Phật Một thời Đức Phật ở thành La Duyệt Kỳ, lúc bấy giờ vua trong nước thường hay sai 10 người đi hái hoa. Một hôm, những người này ra ngoài thành hái hoa xong liền trở về. Giữa đường gặp Đức Phật hào quang chói sáng, tướng tốt oai nghi, như mặt trăng giữa các vì sao, như mặt trời mới mọc xung quanh lại có rất nhiều vị Bồ Tát đệ tử theo hầu. Các người hái hoa liền đến trước Đức Phật, chắp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng Mạng người rất khó bảo toàn, Đức Phật rất là khó gặp, Kinh Pháp rất là khó được nghe. Nay chúng con gặp được Bậc Đại Thánh, thật chẳng khác gì người bệnh gặp lương y. Chúng con vì lòng tham dục mà phải đi hành dịch như thế này, mỗi ngày phải đi hái hoa về dân cho vua nếu chậm trễ thì bị hình phạt. Nhưng ở đời được gặp vị thánh nhân là rất khó, trăm kiếp ngàn đời mai mới gặp một lần. Dầu cho chúng con cũng rất hoan hỷ dân hoa cúng dường Phật và thánh chúng, được thọ lãnh kinh giới, nghiên cứu suy tầm Phật Pháp cao sâu, trí tuệ vô cùng tận. Chúng con trải qua vô số kiếp, bị người hãm hại không sao kể xiết. Nhưng chúng con chưa được vì Phật Pháp mà hy sinh thân mạng, nay chúng con xin dân bó hoa tam bảo cúng dường đức thế tôn dẫu có vì việc này mà bị hại chúng con cũng khỏi đọa vào đường dữ được sanh lên những cảnh giới an lạc chúng con xin thành tâm quy y đảnh lễ đức thế tôn đức phật biết rõ tâm ý chân thành của các người dân hoa tâm sanh lòng thương mến vô hạn liền đem giáo lý đại thừa ra giảng dạy khiến cho mọi người đều phát đạo ý khai sáng Phật tuệ, chứng được bậc bất thối chuyển, không còn bị đọa lạc. Đồng thời, Đức Phật thọ ký cho những người hái hoa tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Minh Châu. Ở đời ai nghèo đến nỗi không có thân, thấy người làm việc thiện, tự mình giúp hoặc sanh tâm hoan hỷ